Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học sang bài số 4 trong giáo trình Kanji Wakaru N1. Bài số 4 này có chủ đề là bưng cờ, văn hóa và các bạn sẽ học các chữ từ 61 đến 80. Các bạn quan sát, 61 là chữ huy trong từ huy hoàng, 62 là chữ nặc trong từ nặc danh, 63 là chữ bái trong từ bái kiến hoặc là sùng bái, 64 là chữ khải. Trong tiếng Việt mình thì không có dùng cái chữ này trong từ nào cả, nhưng mà nó mang nghĩa là những cái điều tốt đẹp này. 65 là chữ tường trong từ cát tường. 66 là chữ cố trong từ sự cố, cố nhân. 67 là chữ hương trong từ cố hương. 68 là chữ kỷ trong từ thế kỷ. 69 là chữ lịch trong từ lịch sử hoặc là lý lịch. 70 là chữ lịch này trong từ âm lịch dương lịch. 71 là chữ sùng trong từ sùng bái. 72 là chữ huân trong từ huân chương. 73 là chữ dự trong từ danh dự, vinh dự. 74 là chữ trình. 75 là chữ chương, 76 là chữ phổ. Hai cái chữ này thì trong tiếng Việt mình nó có một số từ, thế nhưng mà nó có cái nét nghĩa hơi khác. Tí nữa vào phần học thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết nhé. Phổ này trong từ gì nhỉ? Trong từ nhạc phổ đấy, bản nhạc. 77 là chữ điển trong từ điển hình này. 78 là chữ bài. 79 là chữ cú trong câu cú. 80 là chữ thị trong từ samurai, võ sĩ này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng chữ một. Chữ đầu tiên, các bạn có chữ huy. Chữ huy ghép bởi phần bên trái là bộ, là chữ quang, đúng không? Hikaru. Và phần bên phải là chữ quân, quân đội. Vậy thì chúng ta có thể nhớ theo cách là quang cảnh đoàn quân trở về rất là huy hoàng, đúng không? Quang cảnh đoàn quân trở về trông rất là huy hoàng. Âm khương đọc là kagaya. Trong kagaya là động từ có nghĩa là tỏa sáng, sáng lấp lánh. Hoặc là tính từ đuôi y là Kagayakashi, có nghĩa là tươi sáng, huy hoàng, đầy hứa hẹn. Âm ôn đọc là ki, ví dụ trong từ koki, có nghĩa là quang huy, tráng lệ, huy hoàng này, hay là gì ạ? Ki độ, có nghĩa là độ sáng, chữ huy và chữ độ nhá. Về phần thông tin bổ sung ấy, chúng ta sẽ có cái động từ kagayaku, nó sẽ đi với một số từ tượng hình như là pika pika hay là kira kira, ví dụ nhá. Mado garasu ga pika pika ni kagayaku, có nghĩa là kính cửa sổ nó lấp lánh, nó sáng lấp lánh, ví dụ như mặt trời chiếu vào ấy. Hay là diamond ga kira kira kagayaku, là kim cương tỏa sáng lấp lánh, là một số cái mà chúng ta lưu ý thêm với lại động từ kagayaku. Tiếp theo là chữ nặc. Chữ nặc này nó ghép bởi bộ, cái bộ này này, cái bộ nó giống như là cái bộ vi nhưng mà nó bị mất cái nét ở nét dọc ở bên tay trái, ở bên tay phải ấy. Bộ này người ta gọi là bộ gì nhỉ? Người ta gọi là bộ phương, có nghĩa là cất giấu, giấu đi. Đấy. Ở trong này là chữ gì đây? Là chữ nhược, có nghĩa là trẻ. Thì chúng ta có thể nhớ theo cách đấy là giấu, đúng nhỉ? Bộ này có nghĩa là giấu này. Giấu một người trẻ. Người này là người không muốn cho mọi người biết mình là ai, đúng không? Nên là chọn cái cách nặc danh nhé. Giấu một người trẻ nặc danh. Âm khun là kakuma, ví dụ trong từ kakumau, có nghĩa là che giấu, bao che. Âm ôn là toku, ví dụ trong từ tokume là nặc danh, có nghĩa là giấu tên. Tokumese là nặc danh tính, tức là tính nặc danh. Cái từ nặc danh này thì trong tiếng Việt mình dùng cũng tương đối, đúng không? Hay là gì nhỉ? Intokuzai. Intokuzai có nghĩa là tội ác ngầm, chữ ẩn, chữ nặc và chữ tội. Hitokusuru là bí nặc, có nghĩa là giấu đi, che giấu này. Hay là gì nhỉ? Zotoku là tàng nặc, có nghĩa là che giấu. Một số kanji tương tự cái chữ nặc này các bạn có thể quan sát. Ví dụ đây là chữ y, nó thay cái bộ nhược này bằng bộ thỉ là mũi tên, đúng không? Trong từ gì nhỉ? Trong từ ideal. Chúng ta sẽ ôn lại một chút nhá, nhưng mà mình sẽ lấy những cái từ khó khó, đồ của trình độ N1. Ví dụ này chúng ta có từ gì nhỉ? Ideal là chữ y với chữ liệu, có nghĩa là y tế đấy. Đây là chữ tượng, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là thợ giỏi hoặc là thầy. Nó thay cái bộ nhược này bằng bộ cân, là lưỡi rìu. Từ này thì các bạn chưa được học, nhưng mà sau này ở trong phần từ vựng Shinkansen Master các bạn sẽ được học cái từ gọi là gì nhỉ? Shisho. Đây, từ này là người gì nhỉ? Người thầy, người thợ cả, người có nhiều kinh nghiệm. Đây là chữ quyển, cũng hơi hơi giống giống na ná, đúng không? Quyển trong từ khí quyển hoặc là bao quanh. Tiếp theo này,
Các bạn có chữ bái. Chữ bái nhá. Thì chúng ta phân tích một chút. Thì ở bên tay trái là bộ thủ, là cái tay đúng không? Bên tay phải cũng rất là giống bộ thủ, đúng nhở? Nó giống cái chữ thủ mà chúng ta viết. Đây các bạn quan sát ở phần này này. Và có thêm một cái nét. Đây là giống như là chữ nhất, giống chữ một, số 1 đấy. Vậy thì chúng ta có thể nhớ đi. Cái cách đấy là hai tay ấy nó chắp lại, đúng nhở? Đây là một tay này, đây là một tay, và chắp lại thành một, chắp lại thành một khi mà bái lại. Âm khương là oga, ví dụ động từ ogamu có nghĩa là bái lại, phần bái. Âm môn là hai, ví dụ động từ sư hai suru là sùng bái, có nghĩa là tôn sùng, sùng kính. Hai ken suru là bái kiến, là xem nhìn, khiêm nhường ngữ của miru, thì cái này các bạn biết rồi, được học ở trong phần ngữ pháp. D hai là lễ bái, có nghĩa là sự bái lại, thờ lại. Thêm chữ đường vào có từ D hai đồ là gì nhỉ? Điện thờ nhá. Hai kề là bái khải, có nghĩa là kính thư, kính gửi, hay được dùng trong mail ấy. Thông thường là trong email thì sẽ sử dụng cặp từ đấy là hai kề và kê gửi. Thì thông thường là hai kề nó sẽ đứng sau tên của người nhận thư, còn kê gửi đứng cuối bức thư mà khi chúng ta đã viết xong cái bức thư đó. Tiếp theo các bạn có chữ khải. Chữ khải này, nếu mà phân tích thì nó gồm có bộ bộ hộ đúng không? Đây là bộ hộ này, đây là bộ phộc có nghĩa là đánh này, và đây là bộ khẩu có nghĩa là miệng. Hộ đúng nhỉ? Đây là tên nhá, tên người nhá, hộ đánh vào miệng khải, thì có thể nhớ cái chữ này theo cái kiểu là tên người được. Chữ này không có âm cương thường dụng. Âm môn đọc là kê, ví dụ từ hai kê là bái khải, là kính gửi, kính thư này. Kê hát sư có nghĩa là khải phát, là mở mang hiểu biết. Kê mô là khải mông, có nghĩa là sự khai sáng, sự mở mang. Kê di là khải thị, là mặc khải, là một thuật ngữ tôn giáo. Triết học có nghĩa là mở ra một cái điều thiêng liêng nhiệm màu trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được. Thực ra thì nghe rất là trừu tượng đúng không? Bởi vì là bản thân cái thuật ngữ này nó đã là một cái thuật ngữ rất là trừu tượng rồi. Do vậy là nếu chúng ta không phải là người theo chuyên về tôn giáo hay là triết học thì chúng ta sẽ rất khó để hình dung ra. Các bạn có thể gõ trên Google cái thuật ngữ mặc khải nhé, để đọc và hiểu rõ hơn cái từ đấy. Kanji tương tự thì chúng ta có chữ, một chữ nó cũng hơi hơi dễ nhầm với lại chữ khải, đấy là chữ chiết. Chữ chiết mà chúng ta đã được học rồi. Nó ở phần trên là bộ gì nhỉ? Phần trên là bộ, là chữ chiết trong từ gãy ấy, và dưới là khẩu là miệng đúng không? Chiết này trong từ tetsugaku là triết học này. Đó. Tiếp theo chúng ta có chữ tường. Chữ tường các bạn thấy này, ở bên tay trái là bộ gì nhỉ? Bộ kỳ hoặc là bộ thị nhá. Đấy, nó chính là trong cái chữ lễ. Bộ phần bên phải là là chữ dương, có nghĩa là con cừu đúng không? Thì chúng ta có thể nhớ theo cách đấy là gì nhỉ? Lễ vật là một con cừu béo để cầu sự cát tường đúng không? Đây. Lễ vật là một con cừu rất là béo để cầu cái sự may mắn cát tường. Chữ tường này không có âm cương thường dụng mà chỉ có âm onyomi thôi, đó là sho, ví dụ trong từ hasho có nghĩa là phát tường, là khởi đầu, bắt đầu. Fushona có nghĩa là bất tường, là không hay, gở hoặc là xấu. Fushoji có nghĩa là vụ bê bối, vụ lùm xùm, chữ bất tường sự này. Kisho là cát tường, là sự may mắn, sự tốt lành. Hay là Seisho là thanh tường, là sự thịnh vượng. Một số kanji tương tự các bạn có thể quan sát. Kanji tương tự là bởi vì nó có phần bên phải là bộ dương đúng không? Ví dụ đây là chữ gì nhỉ? Chữ dương trong từ đại dương có nước đúng không nhỉ? Taiyo. Đại dương nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ, nếu mà thay bộ kỳ bộ thị này bằng bộ ngôn thì được chữ tường trong từ tường tận chi tiết. Đấy là chữ gì đây nhỉ? Kuwashi. Kuwashi này. Hoặc là trong từ gì đây? Shosai. Đây, chữ tường và chữ tế. Có nghĩa là chi tiết nhá. Đây là bộ tiên đúng không? Có bộ, có con cá với lại gì nhỉ? Với lại cái chữ dương. Azayaka. Azayaka là rực rỡ. Hay là trong từ gì nhỉ? Hay là trong từ
Kitachosen chẳng hạn. Kitachosen. Đấy. Chữ Bắc Triều Tiên có nghĩa là nước Triều Tiên nhá. Đây là chữ quần. Các bạn thấy là phần bên trái là bộ bộ quân Kimi và phần bên phải là bộ dương. Quần này trong từ quần chúng. Gun trong từ Gunshu chẳng hạn là quần chúng này. Hay là Gunma Ken ấy. Ở tỉnh Gunma của Nhật đấy. Âm Kunyomi có thể là gì nhỉ? À, Mude chẳng hạn này. Mude là đàn. Đấy. Rồi thì một vài âm nữa thì chúng ta xem lại ở phần kanji N2 nhé. Tiếp theo các bạn có chữ cố. Chữ cố này ghép bởi phần bên trái là bộ cổ và phần bên phải là bộ phộc là đánh. Cổ là cũ thì có thể nhớ theo cách là gì đấy? Những thứ cũ ấy, những cái thứ cũ cổ lỗ sẽ bị gì nhỉ? Sẽ bị tấn công, sẽ bị đánh một cách cố ý. Những cái thứ nào mà cổ cổ hủ này cũ xưa rồi thì sẽ bị tấn công, bị đánh một cách cố ý nhá. Chữ cố này có âm kunyomi là yue, ví dụ từ yue có nghĩa là do đó, do vậy, nó gần giống shitagate là phần từ nối ở trong chương trình ngữ pháp N2 chúng ta đã học ấy. Do đó, do vậy, nó nối cái mệnh đề mang tính chất gì nhỉ, đưa ra cái kết luận đấy, mang quan hệ nhân quả đấy. Âm môn đọc là cô, ví dụ từ Kokyo là cố hương, là quê nhà. Ngoài ra cái từ này còn có cái đọc là Furusato nữa. Kojin là cố nhân, là người đã khuất. Jiko là gì nhỉ? Là sự cố, có nghĩa là tai nạn, sự cố này. Chúng ta rất là hay gặp cái cụm từ ví dụ như là gì nhỉ? Kotsu Jiko là tai nạn giao thông đấy. Koshosu là bị hỏng. Koi-ni là cố ý, đọc rất là giống đúng không các bạn? Koi, cố ý. Có nghĩa là cố ý, cố tình này. Và âm đặc biệt khi nó ghép với lại chữ Hà thì nó chính là chữ gì đây nhỉ? À, naze có nghĩa là tại sao, vì sao, lịch sự hơn của nande và doste nhá. Thông tin bổ sung này, chúng ta có cái từ yueni hay được viết dưới dạng hiragana nhiều hơn là dạng chữ Hán các bạn ạ. Nó là một liên từ được dùng để nối câu, thể hiện sự kết luận từ thông tin phía trước. Ví dụ này, kikuno Cô sẽ kêu là Oki. Yue ni kore o shou suru. Những thành tựu của cậu thật là vĩ đại, do vậy là tôi sẽ thưởng cho cậu cái này. Tiếp theo chúng ta sang chữ hương. Chữ hương. Cái chữ này thì thực ra nếu mà phân tích bộ thủ ấy thì nó cũng không hẳn là một cái một nó gì nhỉ? Nó cũng không phải là một cái bộ hoàn chỉnh. Ví dụ như đây là bộ giống như là bộ yêu này, nhỏ bé này. Cái bộ này thì nó khá là giống cái bộ cấn xem bói, nhưng mà nó lại gì đây nhỉ, nó lại thiếu đấy. À không, nó cái phần, xin lỗi, cái phần bên tay phải đây nó rất gần giống cái chữ lang ấy trong từ tarot ấy, ví dụ này đó. Chỉ khác là nó không có cái nét trên, không có cái nét phẩy ở trên thôi. Các bạn nhớ nhá, đây là chữ hương. Âm cương của chữ này là gì nhỉ? Sato, ví dụ trong từ Furusato có nghĩa là cố hương ở quê này. Âm yomi là kyo, ví dụ từ kyo đi là hương lý, có nghĩa là quê. Kokyo là cũng là quê luôn. Kyoto là mảnh đất quê hương hoặc là quê. Tiếp theo chúng ta có từ Kyoshu là hương sầu, là nỗi nhớ quê. Togenkyo là đào nguyên hương, là thiên đường, giống từ Tengoku. Thì các bạn thấy rất là nhiều từ quê này. Cái sắc thái thì thực ra là nó cũng khác nhau đôi chút. Ví dụ như là người ta sẽ hay dùng nhất, đấy là cái từ gì nhỉ? Đấy là cái từ Kokyo đúng không? Với từ Furusato là hai từ dùng nhiều nhất nhé. Còn từ Kyodi này nó dùng hơi ít hơn. Nó mang tính chất cứng hơn, hay dùng trong cái kiểu gì nhỉ? Cái kiểu thơ ca ấy. Có một thành ngữ ở trong tiếng Nhật tương tự như câu nhập ra tùy tục ở trong tiếng Việt mình, đó là câu go ni haite go ni shitagae. Như vậy là các bạn thấy trong trường này cái chữ hương này sẽ không đọc là kiều nữa mà đọc là go, đọc đặc biệt đúng không? Đấy, vào quê đúng nhỉ, thì phải theo quê, nhập ra tùy tục là câu này nhé các bạn nhé, nhớ nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ kỷ. Chữ kỷ ghép ở phần bên trái là bộ mịch, là sợi chỉ. Phần bên phải là chữ kỷ trong từ tự kỷ,
bản thân thì có thể nhớ theo cách là sợi chỉ của người chi kỷ đến từ thế kỷ tương lai. Đây là chữ sợi chỉ này, mình này, đây là kỷ trong từ chi kỷ, và toàn bộ chữ này là kỷ trong thế kỷ, sợi chỉ của người chi kỷ đến từ thế kỷ tương lai. Bởi vì là nó đồng âm với lại hai cái kỷ này, do vậy là cũng rất là khó để có thể tạo ra cái gì cho nó đỡ bớt lọc. Chữ này không có âm cương thường dụng. Âm ôn đọc là khi, ví dụ trong từ xe kỷ là thế kỷ, kỳ gen gen là kỷ nguyên tiền là trước công nguyên, kỳ gen go là kỷ nguyên hậu là sau công nguyên, kỳ cô bương là kỷ hành văn là văn thể loại du ký, phư kỷ là phong kỷ là kỷ cương nếp sống. Thì thực ra là chúng ta dùng ba cái từ được bôi đậm này là nhiều thôi, chứ còn những cái từ sau thì ít dùng hơn nhiều nhá. Về kanji tương tự ấy, chúng ta sẽ có này, ví dụ đây nó có cái phần bên tay phải là gì nhỉ, là bộ kỷ, chẳng hạn như đây là chữ ký, có bộ ngôn này, vậy lại bộ kỷ đọc là gì nhỉ, đọc âm khương là sirus, có nghĩa là viết ký vào. Âm ôn ví dụ trong từ gì đấy, trong từ ký giả chẳng hạn, ký giả phóng viên này, đây là chữ phối, thay cái bộ mình này bằng bộ dậu. Phối trong từ gì nhỉ, trong từ kubaru, kubaru có nghĩa là phân phát, phân phối. Và trong từ gì đấy, ví dụ trong từ gì nhỉ, trong từ chi phối chẳng hạn, shihai, shihai suru có nghĩa là chi phối, điều khiển. Chữ tiếp theo đây là chữ phi. Chữ phi này đấy, nó có bộ nữ với lại gì đây, nó có bộ nữ với lại bộ nữ với lại bộ kỷ, đúng nhỉ. Đấy, cô gái mà tự kỷ thì hay được làm vương phi đấy, kiểu thế. Thì những chữ này chúng ta sẽ học sau nhé. Tiếp theo các bạn có chữ lịch. Chữ lịch nó ghép bởi bộ Hán. Đây, cái bộ này này, gồm cái nét này, đây là bộ Hán. Tiếp theo đây là bộ Lâm là khu rừng, và đây là dưới cùng là bộ Chỉ là dừng lại, đúng không? Thì có thể nhớ theo cách là sườn núi này và khu rừng, đúng không nhỉ? Nơi mà tôi dừng chân ấy là một di tích lịch sử. Sườn núi, khu rừng, nơi mà tôi dừng chân là một di tích lịch sử nhá. Thì đây là lịch trong từ lịch sử. Chữ này không có âm khương yomi. Âm ôn yomi là deki, ví dụ từ đi deki là lý lịch, là lịch sử hoặc là lý lịch này. Chúng ta sẽ rất là hay gặp cái từ gọi là từ đi deki sho, có nghĩa là lý lịch thư, CV sơ yếu lý lịch. Deki shi là lịch sử này. Kedeki là kinh lịch, có nghĩa là lý lịch, quá trình làm việc. Yudeki là du lịch. Daideki là lai lịch. Về thông tin bổ sung, chúng ta có từ đồng nghĩa với lại cái từ kedeki này, đấy là từ kyadia. Kyadia, ví dụ tenshoku no tame ni kore made no kedeki, hoặc là kyadia wo matomete oita, là tôi tổng hợp lại quá trình làm việc từ trước đến giờ để chuẩn bị cho việc, chuyển việc. Tiếp theo chúng ta có chữ này. Chữ này là chữ lịch, đồng âm, đúng không? Và trông cũng rất là giống với chữ trên, nhưng mà nó không phải là bộ bộ chỉ nữa, mà là bộ nhật, đúng nhỉ? Thì cái chữ lịch này trong từ âm lịch, dương lịch, chúng ta có thể nhớ theo cách là gì nhỉ? Đến, đúng không? Đến, mình đến sườn núi này và khu rừng vào một ngày, nhật là ngày, đúng không nhỉ? Âm lịch nhá. Đến sườn núi và khu rừng vào một ngày âm lịch. Âm khương yomi đọc là koyomi, đúng nhỉ? Koyomi có nghĩa là lịch, cuốn lịch ấy, quyển lịch ấy. Âm ôn đọc là deki, ví dụ từ kyudeki là cựu lịch, có nghĩa là âm lịch. Indeki là âm lịch. Sedeki là tây lịch, có nghĩa là dương lịch. Yodeki là dương lịch. Kangdeki là hoàn lịch, là tuổi 60, thông thường nó dùng trong kiểu mừng thọ ấy. Và wadeki là hoàn lịch, là lịch nhật. Một số kanji tương tự chúng ta quan sát, ví dụ đây là chữ lịch thì ở trên vừa nói rồi. Chữ này khá là giống, đúng nhỉ? Chúng ta bỏ cái gì đấy? Chúng ta bỏ cái phần một cái nét phẩy ở trên, với lại ở dưới đây là khác, là cái bộ thạch. Đây là chữ ma trong từ, một từ rất là quen thuộc của các bạn, đó là migaku, có nghĩa là mài ấy. Ví dụ như là gì nhỉ? Mài cái đồ gì đó, hoặc là đánh răng nhá, hay là đánh giày thì dùng cái từ chữ này, migaku. Đó. Hay là trong từ kema này là đào sâu nghiên cứu này.
là ghép âm độc là ma. Ngoài ra có một số từ khác cũng na ná giống, ví dụ đây bản thân chữ này này, đây chữ này là chữ ma trong từ ma sát, ma sát